Đám tang nghệ sĩ Như Dân Diệp Lan không nhận tiền phúng điếu. Ngày 13 tháng 3, theo chia sẻ từ nghệ sĩ Minh Nhí, cáo phó của nghệ sĩ Nhân dân Diệp Lan, thay thế thiệp tang gửi đến quý nghệ sĩ, khán giả và người quen của ông. Gia đình gồm vợ là bà Phạm Thu Phong và các con xin miệng phúng điếu tại tang lễ của nghệ sĩ gạo cội. Theo thông tin chính thức trên cáo phó, nghệ sĩ Nhân dân Diệp Lan tên thật là Dương Công Thuấn, pháp danh Phổ Thiện Hiền, mất lúc 7 giờ sáng ngày 11 tháng 3 tại California, Mỹ, thọ 83 tuổi. Chương trình tang lễ diễn ra trong 2 ngày, ngày 15 và 16 tháng 3. Lễ nhập liệm, phát tang diễn ra lúc 11 giờ ngày 15 tháng 3. Lễ nhập quan diễn ra lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Sáng ngày 16 tháng 3, lúc 11 giờ, diễn ra lễ cầu siêu di quan cho nghệ sĩ Diệp Lan. Linh cữu của hội đồng thân đời cô Lựu sẽ được hỏa táng lúc 12 giờ 30 phút. Chúng ta hãy cầu nguyện cho anh, một nghệ sĩ tài hoa đức độ. Ông là cây đại thụ của nghệ thuật cải lương, người mà ai cũng yêu quý kính trọng. Nguyện cầu linh hồn anh về với Phật trời, nghệ sĩ Minh Nhí chia sẻ. Trước đó, theo chia sẻ từ bà Thu Phong, vợ nghệ sĩ Nhân dân Diệp Lan, những năm cuối đời, cây đại thụ của sân khấu cải lương, những ngày cuối đời bị bệnh tim, vôi hóa mạch máu, tay chân run rẩy vì chứng Parkinson. Khi còn ở Mỹ, trong video thăm bạn diễn, nghệ sĩ Hồng Nga xúc động vì đôi tay run rẩy của nghệ sĩ Diệp Lan. Khoảnh khắc vợ chồng hương cả của Tô Ánh Nguyệt hội ngộ trên đất Mỹ khiến nhiều người xúc động. Khán giả luôn mong mỏi, đợi chờ Diệp Lan tái hiện những vai diễn hội đồng trên sân khấu. Nhưng do tình hình sức khỏe không cho phép, ông khó lòng trở lại sàn diễn. Trong những lần chia sẻ với khán giả, nghệ sĩ Hồng Nga và nghệ sĩ Bạch Tuyết chia sẻ, không ai có thể đóng vai hội đồng khiến bạn diễn ức chế nhập vai như nghệ sĩ Nhân dân Diệp Lan. Khi chia buồn về sự ra đi của nghệ sĩ Diệp Lan, nghệ sĩ Bạch Tuyết chia sẻ, trong cuộc đời cô Lựu, có nhiều người kết hợp với ông hội đồng, đều là những nghệ sĩ tên tuổi và giỏi nghề. Ấy vậy mà, chỉ riêng ông hội đồng của anh là khiến cho cô Lựu đau đớn và nặng lòng. Với những câu thoại, rất ư là hội đồng thân. Ngoài các nghệ sĩ gắn bó với nghệ sĩ Diệp Lan trên sân khấu, các em, các cháu sau này đều nhận định ông có kỹ năng diễn xuất thượng hạng, nhập vai trong từng nhân vật. Tư cách đạo đức người nghệ sĩ ở bác là tấm gương sáng cho chúng con noi theo. Bác là thần tượng lớn của con từ lúc bắt đầu nghe cải lương đến nay. Khi gặp bác ở ngoài đời, được làm việc chung, chỉ dạy, con lại kính trọng nhiều hơn. Sinh tử vô thường ai cũng trải qua, nhưng khi đọc tin bác ra đi, con lại xót xa vì sân khấu cải lương, tiếp tục mất đi cây đại thụ. Cúi đầu tiễn biệt bác hai, nghệ sĩ Nhân dân Diệp Lan, nghệ sĩ Trung Điền chia sẻ. Phần thông tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi.